Trong những năm gần đây, bệnh đái tháo đường ngày càng phổ biến trong cộng đồng, không chỉ gặp ở người lớn mà còn ở trẻ em. Thể bệnh thường gặp trên trẻ em là đái tháo đường tuyếp 1, hay còn gọi là đái tháo đường phụ thuộc insulin. Trẻ mắc thể bệnh này cần được điều trị thường xuyên, liên tục với insulin. Để đảm bảo điều này, trẻ hoặc người chăm sóc cần được đào tạo để có thể tự tiêm insulin cho trẻ tại nhà. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng 3 loại thuốc tiêm insulin dạng lọ thường được sử dụng trên trẻ em là Actrapid, Insulatat và Mictac. Đây là 3 thuốc với thành phần chính là insulin người. Actrapid có tác dụng nhanh, đạt hiệu quả sau tiêm 30 phút, kéo dài từ 7 đến 8 giờ. Insulatat có tác dụng trung gian, có tác dụng 1,5 giờ sau tiêm, kéo dài đến 24 giờ. Trong khi đó, Mictac có tác dụng kép, thuốc khởi phát tác dụng nhanh trong 30 phút như Actrapid, đồng thời có tác dụng kéo dài 24 giờ tương tự Insulatat. Cả 3 thuốc này đều được dùng tại nhà bằng cách tiêm dưới da. Để thực hành tiêm, trước hết cần rửa sạch tay với nước và xà phòng, sau đó lau khô. Lấy thuốc ra khỏi vị trí bảo quản. Khi chưa mở nắp, thuốc được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khi mở nắp, thuốc được bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc ngăn mát tủ lạnh. Thuốc lấy ra khỏi tủ lạnh cần được làm ấm bằng cách lăn trong lòng bàn tay hoặc để ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng. Chuẩn bị dụng cụ bao gồm một bơm tiêm insulin, gạc tẩm cồn và thùng đựng rác. Trong đó, cần lưu ý sử dụng đúng loại bơm tiêm chuyên dụng để tiêm insulin. Bơm tiêm này bao gồm các phần, vỏ nắp, mũi kim, thân có vạch chia liều theo đơn vị IU và piston. Hiện nay, có nhiều loại bơm tiêm insulin khác nhau trên thị trường. Cần sử dụng đúng loại bơm tiêm insulin cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ, điều dưỡng hoặc dược sĩ. Quá trình tiêm thuốc được thực hiện theo 10 bước. Bước 1. Kiểm tra tên thuốc trên vỏ hộp thuốc để đảm bảo đúng loại bác sĩ đã kê. Mở bao bì cắt tông, kiểm tra tên thuốc và hạn sử dụng trên nhãn lọ thuốc. Kiểm tra thể chất của thuốc. Actrapid là dung dịch trong suốt, không màu, trong khi Insulatat và Mictac là hỗn dịch màu trắng đục. Với Mictac và Insulatat, cần lăn tròn lọ thuốc trong lòng bàn tay để trộn đều thuốc. Bên cạnh đó, trong tất cả các lọ thuốc đều có tờ thông tin sản phẩm, bao gồm các thông tin chi tiết để người dùng tham khảo trước khi dùng thuốc. Bước 2. Sát trùng lọ insulin và nút cao su của lọ thuốc bằng cồn. Bước 3. Xé bao đựng bơm tiêm. Lưu ý, phải dùng bơm tiêm mới mỗi lần tiêm. Mở nắp kim tiêm, giữ cho đầu kim không chạm vào bất kỳ vật gì. Kéo piston đến vạch tương ứng với liều dùng bác sĩ chỉ định cho trẻ. Ví dụ, trẻ được bác sĩ kê liều 12 đơn vị và dùng bơm tiêm có mỗi vạch chia tương ứng với 1 đơn vị, cần kéo piston đến vạch 12. Bước 4. Đặt lọ insulin lên mặt bàn phẳng, đâm kim tiêm vào nắp cao su và đẩy hết không khí trong bơm tiêm vào lọ thuốc. Bước 5. Dốc ngược lọ insulin, kéo piston đến đúng vạch tương ứng với liều bác sĩ kê. Nếu trong bơm tiêm có bọt khí, cần gõ nhẹ để đẩy bọt khí lên trên và bơm thuốc lại vào lọ, sau đó kéo piston lại. Thực hiện đến khi trong bơm tiêm không còn bọt khí, sau đó rút kim tiêm ra khỏi lọ thuốc. Bước 6. Chọn vị trí tiêm thuốc. Các vị trí tiêm thuốc là vùng trên ngoài cánh tay, vùng trên ngoài đùi, vùng mông, vùng quanh rốn. Cần thay đổi vị trí tiêm thường xuyên để giảm sưng, đau và các phản ứng tại chỗ khác. Để thực hiện tiêm, trước hết cần làm sạch vùng tiêm bằng miếng bông tẩm cồn. Bước 7. Véo da bằng ngón trỏ và ngón cái. Cắm kim tiêm vào da theo góc 45 độ hoặc 90 độ. Thả vùng da sau khi cắm kim tiêm. Bước 8. Tiêm chậm và giữ 6 giây sau khi tiêm xong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bước 9. Sát trùng vị trí tiêm. Bước 10. Thu gọn dụng cụ và bỏ bơm tiêm đã sử dụng. Dán nhãn trên lọ thuốc và ghi ngày mở nắp. Lưu ý, sau mỗi lần tiêm,
cần cho trẻ ăn bữa chính hoặc một bữa ăn nhẹ trong vòng 30 phút sau mỗi lần tiêm. Với thuốc, sau mỗi lần dùng, cần cho thuốc vào hộp cắt tông để tránh ánh sáng. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 độ C, ví dụ trong phòng có điều hòa hoặc ngăn mát tủ lạnh, và theo dõi hạn dùng sau mở nắp của thuốc. Với Actrapid là 6 tuần dưới 30 độ C, Insulatard là 6 tuần dưới 25 độ C, 4 tuần dưới 30 độ C, và Mictac là 6 tuần dưới 25 độ C, 5 tuần dưới 30 độ C. Cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian theo dõi video. Quý phụ huynh đừng quên nhấn nút like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất về hướng dẫn sử dụng thuốc cho trẻ. Hãy chia sẻ video này tới cộng đồng để góp phần đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn cho trẻ em.